Xin chào tất cả các bạn, nay mình sẽ cùng các bạn móc một chiếc mũ hở lưỡi chai hở chóp. Mình dùng kim móc 4.0 mm và sợi thô loang 2 mm. Đầu tiên mình móc các sợi xích, móc một nút thắt, sau đó móc sợi xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Chúng ta cứ móc đến khi nào được chiều dài đo bằng chiều dài vùng đầu của chúng ta thì chúng ta dừng lại. Mình móc được 105 mũi móc mũi móc xích này. Sau đó mình sẽ đo. Mình đo vừa vòng đầu của mình rồi. Đầu của mình là 56 cm. Bạn kéo vừa phải, không căng quá không trùng quá. Để của mình là bằng 56 cm. Đó mình sẽ nối hai đầu lại nhau nha. Ta để cho thẳng sợi này nè, để cho không bị xoắn sợi. Móc vào chân đầu tiên này, sau khi đủ chiều dài ta móc nối hai đầu lại với nhau, móc vào chân móc đầu tiên này một mũi móc trượt. Sau đó mỗi chân móc chúng ta móc một mũi móc đơn. Ta móc mũi cho móc một móc đơn cho đến hết hàng. Sau khi móc xong hàng thứ nhất, hàng thứ hai chúng ta sẽ móc. Chúng ta sẽ móc một mũi móc trượt để cho kết hàng thứ nhất, kết hàng thứ nhất xong đó chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Hai mũi móc đơn trong một chân, cách ra một một chân sau đó đến chân tiếp theo lại hai mũi móc đơn. Lại cách ra một chân, chân tiếp theo hai mũi móc đơn. Cách ra một chân. Chân tiếp theo hai mũi móc đơn. Cách ra một chân, chân tiếp theo hai mũi móc đơn. Thế nên chúng ta móc đến hết hàng. Yếu.
cái tên một chân chân thai móc hai móc đơn. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại các hàng như thế này để đạt được chiều dài của phần thân mũ mà chúng ta mong muốn. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại các hàng như thế này. Khi nào đến chiều rộng của cái phần thân mũ này mà chúng ta thích nó rộng vừa hay là rộng nhiều thì chúng ta dừng lại. Video này của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Video sau mình sẽ giới thiệu phần vành mũ ạ.